Hello, hai bà con Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú nha. Dạ cô chú. Thì buổi sáng hôm nay thì hai cho con Tâm xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Thì hôm nay mình có mua ít thịt đó các bạn. Ít xương. Ít sườn. Đây mình có mua một ít sườn heo nè. Đây là một ký rưỡi. Thì hôm nay mình sẽ làm hai món cho gia đình mình ăn. Sườn heo ram. Sườn heo ram các bạn với mình ra vườn hái trái đu đủ vô nấu canh. Sườn heo hầm đu đủ với lại sườn ram. Giờ mình đem qua đây mớ để mình nấu canh. Còn mớ thì mình ram nha các bạn. Sườn heo tươi ngon ghê chưa? Bây giờ mình tiến hành mình ướp thịt nha các bạn. Đây mình cho đây xíu muối. Ít đường. Hạt nêm. Một xíu nước mắm nha các bạn. Tỏi rồi mình trộn lên mình để đây cho nó ngấm, mình ra vườn mình thấy đủ. Mời các bạn cùng đi ra vườn với mình thấy đủ nha. Đây nhà mình cho các bạn xem, mình có mít nè, cây mít nhỏ mà được 4 trái nè. Đây mình bán phát tài nha các bạn. Đây những chậu phát tài này mình chuẩn bị giao cho khách đây. Đó, ra rễ nè. Giờ mình thắt nơ về chuẩn bị mình đóng cái thùng mình giao cho khách. Giờ mình ra mình thấy đủ nha các bạn. Tới cây đủ. Mình đứng đây mình chờ mình thấy tới luôn. Đủ rất là ngon các bạn. Chín nè, chín mới dịch nè. Quả trái này siêu to luôn. Trái này bự quá, không biết mình ăn hết không đây. Thấy một trái, vô nấu canh. Mỗi dịch giờ mình gọt đu đủ các bạn, thấy đu đủ khổng lồ luôn. Chín ngon không, mình cắt lại về mình dễ gọt. Rồi các bạn chín đã không, chín vậy chứ nó chưa có mềm nha các bạn. Vậy thì mình nấu nó mau mau luộc. Tao đủ hết biết tao đủ bự. Nhìn nhìn ngon các bạn. Tao đủ bự quá rồi mình lấy nửa trái mình nấu các bạn. Nhiều quá ăn không hết. Giờ mình bắt nước lên mình nấu canh. Thịt này mình ướp thêm xíu nữa thì mình kho nha các bạn cho nó thấm ngon. Mình khêu.
thịt ram chứ, ủa gì, sườn ram. Giờ mình bắt đầu mình làm sườn luôn nha các bạn. Dầu sôi rồi mình cho miếng tỏi vô. Tỏi thơm bốc mùi thì mình cho thịt vô luôn. Quá thơm. Lâu lắm rồi mình không ăn cơm lại với cái món sườn ram này các bạn. Hôm nay mình làm hai món, món sườn ram với món sườn hầm đu cho gia đình mình ăn. Nhà vô mùa này đu đủ nhiều lắm các bạn. Sườn sang lại nhìn ngon không, để cho nó khô nước nữa là ok nha các bạn. Mình đây thì cái nồi nước mình cũng sôi tim rồi, giờ mình cho sườn vô luôn. Quá thơm. Thịt sườn thì mình cũng được này các bạn, khô nước rồi nè, nó cũng vàng rồi nè. Giờ mình cho đầu hành vô. Đầu hành vô mình đảo sơ cái nữa là mình nhắc xuống. Chín rồi. Mình thơm hấp dẫn không? Đúng không? Ba kiểu thịt hồi ăn ha. Ừ. Ở bên đây cái nồi của mình cũng đã chín rồi, giờ mình bỏ đu đủ vô nha các bạn. Có nửa trái đu đủ mà muốn một xoong luôn rồi. Đu đủ nấu sườn heo. Sườn heo ram. Bữa cơm hai món. Rồi giờ mình tắt bếp này nha bạn. Nồi canh mình cũng chín rồi nè các bạn. Sôi quá trời luôn à. Giờ mình nêm hành cái gì nữa mình nhắc xuống mình dọn cơm. Mời các bạn cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Cho hành lên vô. Nay cơm hai món. Canh sườn heo hầm đu đủ. Sườn heo ram.